Mến chào bà con mình đã quay lại với kênh của Nghiên cứu Luật Channel. Thì tiếp theo cái video tư vấn về luật hình sự. Và cụ thể trong cái tiết mục video ngày hôm nay, mình sẽ tư vấn cho bà con về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và luật sư sẽ hướng dẫn cho bà con cách soạn đơn tố cáo và bào chữa cho bà con nếu đã lỡ dính tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì cái video ngày hôm nay mình sẽ chia làm những phần sau đây. Thứ nhất, quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ hai, bị lừa đảo thì nhờ xin việc giải quyết như thế nào, và tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế nào. Thứ bốn, cách xử lý hành vi lừa đảo qua Zalo. Thứ năm, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tư vấn cách giải quyết. Thì theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật sửa đổi bổ sung 2017, thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người nào tại khoản 1, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc những trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm đến 6 tháng tù đến 3 năm, đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm, đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại điều 168, 169, 170, 171, 72, 73, 175 và 290 của bộ luật này chưa được xóa tích mà vẫn còn vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến chính phương tiện sống của gia đình họ. Thứ hai, tại khoản 2, phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức, dòng thủ đoạn xảo quyệt chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm A, B, C khoản 1 điều này, phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng, chiếm đoạt tài sản giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm A, B, C, D khoản 1 điều này, lợi dụng thiên tai dịch bệnh. Khoản 4, phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điều A, điểm A, B, D khoản 1 điều này, lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Có một trường hợp lừa đảo về nhờ xin việc làm được giải quyết như sau. Xin chào luật sư, em có vấn đề thắc mắc, rất mong nhận được sự giải đáp như sau. Em có quen một chị ban đầu, chỉ là gặp vài lần thành quen. Sau đó, một lần tình cờ gặp tại quán cà phê và nói chuyện. Chị đó biết công việc em làm không ổn định nên báo có thể xin vào một cơ quan nhà nước. Sau đó em lưỡng lự nên thôi. Bằng bảng một tháng sau, chị gọi điện cho em, bảo có chỗ làm tốt, bảo em gửi hồ sơ cho chị ta và đưa trước 3 triệu để lo tiền. Em đưa chị ta hồ sơ và tiền, nhưng 2 tháng sau, chị lại gọi bảo em chỗ đó không làm tốt, nên gửi hồ sơ và chỗ làm tốt hơn. Em cũng tin tưởng và bảo hồ sơ đã được thẩm định và được chấp nhận chờ đi làm thôi. Chị ta bây giờ đưa trước 40 triệu để lo cho người ta và quyết định em đưa chị ta 40 triệu lúc em đưa tiền cho chồng chị ta, nhưng cả tháng sau không thấy gì. Em gặp chị ta, em hỏi
Chị ta bảo chị ta hỏi lại và trả lời liền. 2 ngày sau, chị ta gọi lại em. Lên bảo công việc cần xong nhưng phải đưa thêm 10 triệu. Em bảo không có tiền thì chị ta bảo mượn người ta rồi từ từ trả lại em. Sau 1 tuần, chị gọi điện bảo em đưa tiền. Trả tiền chị ta vì chị ta đã lo việc cho em và đang cần tiền. Em tin tưởng chị ta nên chị này là chi cục, đang làm ở chi cục thi hành án. Và gia đình cũng tốt nên sau khi lấy đủ tiền của em đến 5 tháng sau em vẫn không thấy quyết định ở đâu hết. Trong thời gian này em hỏi chị ta đã vì đủ lý do để trốn tránh. Đến tháng 8 năm 2015 em phát hiện chị ta làm hồ sơ chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh nên em báo chị ta phải trả lời dứt khoát. Thì lúc này chị ta hẹn đi gặp em xin việc rồi trả lời. Hôm sau chị ta bảo công việc không xong và chị hứa sẽ trả tiền lại cho em. Tuy nhiên đến tháng 9 2016 đến nay em bảo chị ta trả tiền thì chị ta cứ hẹn đi hẹn lại lần này đến lần khác, có khi còn báo chồng em để hẹn nợ. Em út quá, giờ em đang cần tiền gọi cho chị ta thì chị ta không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Theo luật sư, những hành vi trên của chị ta có cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không? Nếu bây giờ em muốn khởi kiện chị ta thì cần những thủ tục. Em có lưu những đoạn tin nhắn trao đổi đòi tiền qua lại giữa em và chị ta cũng như một đoạn ghi âm. Rất mong nhận được sự tư vấn. Em xin cảm ơn. Và sau đây là câu trả lời của chúng tôi. Căn cứ điều 131 hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu. Tại khoản 2, giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp của chị không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. Như vậy, người nhận chạy việc cho bạn sẽ phải hoàn trả cho bạn số tiền 20 triệu đồng đã nhận từ bạn. Nếu người này nhất định không trả thì bạn có quyền kiện ra tòa án để đòi lại số tiền đã đưa. Khi nộp đơn thì bạn phải đưa kèm theo các chứng cứ như là những đoạn tin nhắn đòi tiền trao đổi giữa bạn và những người này và bản ghi âm các cuộc gọi đòi tiền. Nếu giữa bạn và người này không có hợp đồng vay tài sản thì người này không trả tiền thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan công an khởi tố người này về tội lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 vì người này làm việc tại cơ quan thi hành án. Điều 174 Bộ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Có tổ chức quy định tại điều 351 tội nhận hối lộ. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp hoặc của trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích theo yêu cầu của người đưa hối lộ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
Điểm A, tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc dưới 2 tỷ đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật vì hành vi này mà còn vi phạm, đã bị kết án về một trong các tội quy định tại mục 1 chương này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Điểm B, lợi dụng phi vật chất. Khoản 2, phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Điểm A, có tổ chức. Điểm B, lạm dụng chức vụ quyền hạn. Điểm C, của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Điểm D, gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng. Điểm D, phạm tội hai lần trở lên, biết rõ hối lộ là tài sản của nhà nước. Điểm G, đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt. Khoản 3, phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù 15 năm đến 20 năm. Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Gây thiệt hại về tài sản từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Điểm A, của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên. Điểm B, gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên. Khoản 5, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Khoản 6, người có chức vụ quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước mà nhận hối lộ thì bị xử lý quy định tại điều này. Mọi vướng mắc, bà con vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp đến số hotline của luật sư nghiên cứu luật channel theo số 0847106639. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con để tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và trường hợp thứ ba, tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế nào? Có một bạn đưa câu hỏi về chương trình. Thưa luật sư, hôm qua em có nhận được một tin nhắn trúng thưởng qua Facebook và giải thưởng là một chiếc xe SH 150i trị giá 81 triệu đồng, một phiếu quà tặng 200 triệu đồng và một thẻ đổ xăng trị giá 5 triệu đồng. Tin nhắn đó yêu cầu em truy cập vào một trang để làm hồ sơ nhận giải, sau đó yêu cầu nộp 2 triệu tiền thẻ cào điện thoại để chứng thực hồ sơ. Sau đó, em được một người tên D yêu cầu em nắm 5 triệu tiền thẻ cào để làm thủ tục nhận giải. Sau khi em đóng xong 5 triệu, thì em nhận được điện thoại yêu cầu đóng 10 triệu để thuê, đóng tiền thuế VAT cũng bằng thẻ cào điện thoại, rồi lại bảo em gửi 5 triệu vào tài khoản của em để ngân hàng xác thực tài sản thì ngân hàng mới chuyển tiền. Sau đó em nhận được điện thoại yêu cầu của cấp số điện thoại lúc em làm thẻ ngân hàng xác lập thực tài khoản. Em cấp số điện thoại như yêu cầu thì sau đó nhận được tin nhắn ngân hàng báo về là tài khoản của em đã bị chuyển tiền sang một tài khoản khác. Em gọi điện lại cho anh ta nhưng không được. Xin luật sư tư vấn giúp em, bây giờ em phải làm như thế nào? Xin nhận chân thành cảm ơn luật sư. Thì nhận được câu hỏi của bạn, chúng tôi đã trả lời như sau. Theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì dấu hiệu pháp lý của tội này như sau: có hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác, xâm hại đến quyền sở hữu của người khác, cố ý thực hiện hành vi giá trị tài sản từ 2 triệu trở lên. Trong trường hợp này, D đã dùng thủ đoạn
gian dối lợi dụng lòng tin của bạn để chiếm đoạt số tiền 22 triệu đồng. Như vậy, D có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do bạn chỉ nắm được thông tin của người này qua điện thoại, do đó bạn có thể làm đơn tố cáo ra cơ quan công an để được giải quyết kèm theo những bằng chứng theo quy định của luật tố cáo để chứng minh việc tố cáo của bạn là hợp pháp. Phần thứ tư, cách xử lý hành vi lừa đảo qua Zalo. Thưa luật sư, xin hỏi tôi có quen một bạn nữ qua mạng xã hội Zalo. Trong quá trình quen biết, cô ấy thường hay kể lể cuộc sống khó khăn và đang ở nước ngoài do cô ấy khai như vậy. Rồi sau một khoảng thời gian, cô ấy có mượn tiền của tôi để mua đồ dùng cá nhân ở Việt Nam vì ở xa không tiền gửi lát nhắc, nhờ tôi chuyển tiền cho một người tên A để người này mua hàng dùng cho cô ta. Tôi tin tưởng nên đã nhiều lần gửi cho người A. Về sau khi cãi nhau thì cô bạn đó đã chặn nick liên lạc với tôi. Tôi không có kênh nào liên lạc ngoài Zalo. Tôi có nhiều điều nghi ngờ về chủ tài khoản A có hành vi câu kết với người nữ đó để chiếm đoạt tài sản của tôi, bởi vì tôi có yêu cầu anh A cung cấp thông tin mua bán cũng như hóa đơn chứng từ mua hàng từ người bạn nữ đó, thì anh ta nói công ty bán hàng online nên không còn giữ. Khi tôi yêu cầu cho tôi xem địa chỉ mà A chuyển hàng qua nước ngoài, ký gửi qua hải quan sân bay cho cô ấy thì anh A ngập ngừng. Sau đó tôi gửi địa chỉ đó đến cảnh sát địa phương của nước đó thì họ trả lời tôi rằng địa chỉ không đúng, trong khi anh A đó khẳng định với tôi rằng anh ta đã chuyển theo địa chỉ đó rất nhiều một năm. Cả hai văn phòng cảnh sát nước ngoài đều xác nhận với tôi qua email rằng địa chỉ người A cung cấp là sai, không tồn tại như vậy. Qua đó, tôi có thể kết luận rằng anh A và cô bạn nữ có cố tình dựng chuyện chiếm đoạt tài sản của tôi không? Tôi có cơ sở pháp lý làm đơn tố cáo anh A không? Còn bạn nữ đó thì tôi không có thông tin. Đối với anh A, tôi còn số điện thoại, số tài khoản giao dịch, tên giao dịch, bằng chứng cung cấp, địa chỉ giả mạo và email xác nhận địa chỉ đó sai từ cảnh sát nước ngoài. Tổng số tiền đã chuyển gần 30 triệu đồng trong vòng 4 tháng. Thì như theo cách trình bày của bạn thì chúng tôi xin trả lời như sau. Bạn quen và nói chuyện qua một người bạn ở nước ngoài qua Zalo, sau đó quá trình nói chuyện thì bạn có mượn tiền cho bạn đó mượn 30 triệu và nhiều lần thông qua anh A thì bạn gửi tiền ra nước ngoài bằng hình thức mua hàng, nhưng sau đó do mâu thuẫn thì cắt đứt liên lạc. Thì hỏi anh A thì anh A mới cung cấp địa chỉ của bạn đó ở nước ngoài nhưng mà không có chứng thực. Thì hiện tại bạn có một số thông tin cho anh A để mình có thể giải quyết được như sau. Thì đối với hành vi và vai trò của anh A trong quá trình gửi tiền nhờ mua hàng ra nước ngoài thì anh A chỉ là trung gian giữa bạn và người nước ngoài trong vụ việc này. Do đó giữa anh A và người bạn nước ngoài này sẽ có sự liên lạc, trao đổi thông tin với nhau như liên lạc, thông tin để mua hàng, địa chỉ gửi hàng qua sân bay. Nên việc đưa thông tin về địa chỉ của người bạn ở nước ngoài cho bạn mà địa chỉ đó không tồn tại, đã có sự mâu thuẫn. Ở đây có số tài khoản giao dịch, tên giao dịch, thông tin và số lần chuyển tiền. Cộng với thông tin qua Zalo còn lưu trong nick này, bạn có thể xác anh ta tham gia vào giao dịch này. Do đó, việc anh A cung cấp địa chỉ không tồn tại là đang có hành vi che giấu tội phạm được quy định tại Điều 389 Bộ Luật Hình sự 2015. Bạn có thể viết đơn tố cáo anh A này ra cơ quan cảnh sát điều tra về hành vi lừa đảo. Về tư vấn xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa luật sư, tôi muốn hỏi
Vì tin tưởng làm ăn lâu năm nên tôi đưa sổ đỏ cho người đó bán nhà trả nợ cho tôi, nhưng bán nhà xong người đó không trả còn trốn đi mất. Khi làm ăn với người đó, tôi có ghi địa chỉ và thông tin trên giấy chứng minh nhân dân, thông tin người đó cư trú và ba má người đó. Gia đình người đó biết chuyện nhưng bao che. Vậy tôi có khởi kiện ra tòa án như thế nào và án phí khởi kiện là bao nhiêu? Xin cho tôi biết, xin chân thành cảm ơn. Theo điều 12 của luật cư trú thì nơi cư trú của công dân là nơi chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân có cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Nơi thường trú của công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời gian, thời hạn tại một chỗ nhất định đã đăng ký thường trú. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi cư trú hoặc công dân theo quy định tại khoản 1 điều này thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống. Thì luật sư nghiên cứu luật channel sẽ đến với chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về xác định tội danh có thành tội phạm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tư vấn xác định được giá trị tài sản để cấu thành cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giúp bà con tư vấn về cái hình phạt chính, hình phạt bổ sung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tư vấn về trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản khi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tư vấn cho bà con các tình tiết tăng nặng định khung, các tình tiết giảm nhẹ nếu bà con phạm tội ha, và tư vấn về điều kiện để được hưởng án treo khi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tư vấn về cách thức nộp đơn tố giác cho đối tượng thực hiện về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tư vấn bà con về nội dung của đơn tố giác tội phạm, tư vấn về thủ tục tiếp nhận xử lý đơn tố giác tội phạm, tư vấn về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác tội phạm, thời hạn giải quyết đơn tố giác và thời gian điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì video đến đây là chấm dứt. Bà con vui lòng cho chúng tôi một đăng ký kênh, để lại câu hỏi, thắc mắc dưới phần bình luận và chia sẻ video nếu cảm thấy bổ ích. Xin trân trọng cảm ơn bà con.